Trương Mỹ Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong đầu giờ chiều ngày 30 tháng 8 năm 2018, cửa hàng âm thanh Mỹ Hạnh rất vinh dự được đón một vị khách đến từ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Vâng, anh theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh từ lâu và biết bên cửa hàng hôm qua có thông báo có một chiếc Omni Sansui Alpha 7.7 LSA mới về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, ngay lập tức trong buổi trưa ngày hôm nay anh đã về với cửa hàng. Vâng, và lựa chọn cho mình được một chiếc sản phẩm mà bên cửa hàng cung cấp. Vâng, chiếc Omni Sansui mặt gương hồi gỗ. Vâng, mỗi một vị khách đến với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Thì cửa hàng xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo những sản phẩm bên cửa hàng, vừa là quảng cáo những vị khách luôn lấy cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đặt niềm tin và lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, chiếc Omni Sansui mặt gương hồi gỗ. Vâng, chiếc Omni thì có công suất là trên 300W. Vâng, chiếc Omni này thì cũng được ghép được rất nhiều những cặp loa, những dòng Diatone hoặc là Onkyo. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì còn rất nhiều các sản phẩm đang chờ những cuộc điện thoại của quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, vừa ở clip trước thì cửa hàng cũng đã bán một chiếc Omni Sansui G8000. Vâng, chiếc Omni Sansui G8000 thì đã có chủ về thành phố Bắc Linh. Vâng, nhưng vị khách do công việc riêng nên không cho cửa hàng quay clip. Vâng, cửa hàng thông báo cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc được biết. Vâng, vị khách tiếp theo cũng xin được giấu tên. Vâng, âm thanh Đức Hạnh cảm ơn những vị khách trên mọi miền tổ quốc đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng âm thanh Đức Hạnh những sản phẩm trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh. Vâng, xin chân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.